em xin một vài lời xin gửi tất cả quý vị, đặc biệt là qua cái video của kênh Giải Trí Việt đó. Thì chiều hôm nay cái quý vị và đội nét nhạc Lan Phát nha. Dạ, chiều hôm nay đó thì em nghe được cái thông tin của quý vị hôm trước là em với chị Quyền đi quay kiếm lô tô thì quay rất là nhiều đoàn. Hiện tại là tụi em đã quay được 6-7 đoàn gì đó rồi. Nhưng mà tới hôm nay khi mà em ngồi lướt qua Facebook đó thì có một số đoàn là không giữ được nữa. Có nghĩa là có một đoàn là họ không giữ được nữa và họ phải ngã đoàn, là tối nay là xuất phát cuối luôn. Và họ không có duy trì được nữa quý vị. Cho nên nếu mà quý vị mà thấy lô tô ở đâu đó quý vị, trên tất cả các nẻo đường mà quý vị đi qua thấy một gánh lô tô, nếu mà thương những cái người hát lô tô như tụi em, quý vị tạm vô ủng hộ giùm em một vé. Con nó thằng bút mình liền dình. Làm gì anh vui vậy? Tao đang tâm sự buồn đó. Đang nói chuyện với khách hả? Bà over vậy sợ. Dạ, rồi, hy vọng là quý vị cũng sẽ quẹo và ủng hộ giúp cho một vòng, hai vòng cũng được quý vị, để chúng họ có thể duy trì được cái gánh của họ. Tại vì em với chị Quyền đi là cũng khá là nhiều đoàn, thậm chí là có những đoàn quý vị biết là em đi tới gần Cà Mau và gần sát biển luôn á, cách còn khoảng bờ vài trăm thước nữa là tới biển. Thì ở đó người ta phải di chuyển bằng những cái ghe máy chở nguyên một đoàn đi đó, chứ không phải như xe 16 chỗ đi mà xe đậu trước hẻm rồi là đợi hồi hơ hồi dừng cái quả nào chưa tới đâu quý vị. Đó, rất là cực khổ luôn, mà người ta rất là quý cái công việc của người ta trên sân khấu. Tuy nhiên là ở những vùng quê đó bán vé rất là khó, thậm chí là 10.000 người ta còn trên mắt phải giảm xuống 5.000, rồi rất là nhiều thứ. Cho nên là hy vọng là quý vị nếu mà coi được cái phóng sự này hay là cùng một cái video này, quý vị có gặp những cái gánh lô tô mà trên những nẻo đường mà quý vị đi qua á, quý vị có thể quẹo qua ủng hộ dùm cho một vé hai vé quý vị nha, để đoàn người ta có thể tiếp tục duy trì được. Bởi vì một đoàn nó không phải chỉ có người chủ đoàn và chỉ có vài nhân viên, quý vị có rất là nhiều nhân sự phía sau lưng nữa, mà những người hát ở đoàn những đoàn đó thì họ lớn tuổi rồi và họ không thể nào tìm được một cái nơi tốt hơn được. Cho nên là bắt buộc có khi là hôm trước em nghe có một chị nói là nếu mà chỉ mà lỡ mà xui tay nhắm mắt ở tại đoàn thì chắc có lẽ là đoàn phải làm bàn thờ luôn, chứ không có gia đình gì hết quý vị. Cho nên là hy vọng là quý vị nếu mà gặp thì ủng hộ giúp cho họ một hai bé đó, đôi khi cũng là một cái gọi là một công việc là rất là hay. Em nếu mà nói lên ngay là công tác thiện nguyện cũng được quý vị nha. Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ ai chưa có vé một lần tiếp theo, hy vọng là quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình ha. Đáng lý đó quý vị, những cái phim đó sẽ dẫn những cái thành viên hết sức dễ thương của đoàn Sài Gòn Tân Thời đi theo đồng hành, nhưng mà dẫn đoàn nào thì theo đoàn đó, cho nên em quyết định là em với chị Quyền đi ha. Thảo Nhi dẫn đoàn đó thì gã đoàn. Rồi, ngay bây giờ mong lại tiếp theo tới trên tay hút mắt sao có rồi giờ cuối đường mang luôn vé bên đây là còn vé không dịch bên đây nè, mà bên đây mình đâu có thể có được gì. Mà người ta mua vé thì bà không đi. Nó chị ơi, chạy cho bé đi chị. Đó. Rồi, do xấu chơi. Giờ cái tụi cho một đoạn mưa nha. Ai có bé có đoạn cho mình mở thử nha. Mày đi ra, mày đi ra, mày đi ra. Yeah.
tiếp theo nha, một lời đặc biệt cuối cùng thì mỗi một đêm chỉ có 4 một lời đặc biệt thôi, quý vị hãy cùng tham gia tâm nhiều bé để chúng ta sẽ có những phần quà đặc biệt tặng cho ta ngay từ bây giờ nha, và vui lòng ủng hộ để chúng ta sẽ...